gửi lời chào quý khán giả của đài VTN đến với chương trình Đẹp The Beauty Show trong buổi tối ngày hôm nay. Chào em Hồng Tý. Tụi này thì hai chị em tụi mình lại gặp nhau trong show lần này. Và quý vị thấy không, hôm nay Hồng Tý rất là excited để mà vào show. Nhưng mà trước khi đó thì em có một câu hỏi là trong tuần vừa rồi chúng ta có ngày Mother Day. Ok, em làm gì? Ngày Mother Day thì Hồng Tý làm một việc rất là đặc biệt là lăn vào bếp trăm năm một lần. Hồng Tý lăn vào bếp để mà làm một cái bánh flan. Em làm cái bánh flan rất là to cỡ như đây. Bao nhiêu người ăn? Nhà em là 6 người. Và em làm cái thật là to để mà và làm bánh flan thì nói chung là cái phần mà làm gia vị rồi có chừng phần mà trộn bánh thì rất là dễ, nhưng mà quý vị biết không, khi mà làm bánh flan đó em thấy là cái phần mà canh bánh là khó nhất. Quý vị biết không, Hồng Tý mới nãy đem cho chị My một miếng bánh flan ngon quá trời. Nó trời, hôm nay sao đặc biệt quá vậy ạ? Hôm nay ngày mẹ hôm qua, cái hôm nay Hồng Tý đem cho chị My miếng bánh flan ngon thiệt các quý vị. Còn không biết là chị Trà My thì... Chị thì thật sự thì cũng lưu bu, tại vì tới ngày thứ bảy thì trường chị vẫn mở cửa, cũng phải làm việc. Cho nên chỉ có chiều thứ bảy thì dẫn mẹ đi ra ngoài ăn tối. Nhưng mà rất là bất ngờ, em biết không, tối đi về nhà tự nhiên thấy bó hoa ở trước cái mình hoa trước cửa nhà của nó. Ủa, ai tặng hoa cho mình đó ta? Cái mở ra tới là con trai tặng. Dạ, một cái bình hoa nhỏ nhỏ. Vậy là mình tặng mẹ mình nhưng mà con mình vẫn nhớ đến mình. Đúng rất là vui á chị. Thì không biết là quý vị khán giả trong ngày lễ Mother Day vừa rồi có những chuyện gì vui, cũng có thể gọi ngay vào đài để mà chia sẻ đến cho chương trình. Và trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì em cũng thấy là mình còn nợ quý vị khán giả tuần trước một số câu hỏi, thì bây giờ chúng ta sẽ nhờ chị Trà My giải đáp. Đúng rồi, thì mình sẽ trả lời những cái câu hỏi mắc nợ để trước khi mình đi vào cái đề tài của ngày hôm nay. Thì My biết là tuần vừa rồi có anh Minh ở Michigan, anh có hỏi về những cái việc mà đổi bằng từ Michigan và cái apprenticeship, có nghĩa là cái người khô sai thì có phải đi thi không. Thì sau khi My check cái state board ở Michigan á, thì apprenticeship cho cosmetologist á, là phải 2 năm, còn những cái môn mà như facial và nail thì là 6 tháng. Và sau khi mình có người khô sai rồi thì mình phải nộp đơn ở state board và phải đi thi bình thường. Nhưng nếu mà mình chịu khó mình về California mình lấy bằng thì cái bằng đó của mình sẽ được qua bên Michigan đổi ngang. Còn nếu mà mình chỉ muốn lấy giờ bên California không á, thì mình qua bên Michigan á, là mình sẽ phải nộp đơn mình thi lại, mình đi thi chứ mình không cần phải học. Thì đó là một cái điều cũng rất là dễ dàng nếu mà ai chịu khó về Cali chơi trong vòng vài tháng để có một cái số giờ, hoặc là đi thi lấy bằng tại California thì qua bên đó vẫn sẽ được đổi bằng và lấy nha. Dạ. Và tiếp nối câu hỏi của anh Minh vừa rồi sẽ là câu hỏi của chị Hà ở Texas. Trong tuần trước chị nói rằng em thấy trường của chị Trà My có chương trình trợ cấp của chính phủ, thí dụ như mình low income hoặc chưa đi làm mà muốn đi học thì có thể được trợ cấp hoàn toàn hay chỉ một phần nào đó thôi. Cho em hỏi là lớp học nail và facial thì được trợ cấp khoảng bao nhiêu, đó là chị Hà. Dạ thưa chị Hà, đối với chương trình trợ cấp của chính phủ thì cho toàn bộ những ai là công dân của nước Mỹ, có nghĩa là mình khi mình có cái thẻ xanh hoặc là mình có quốc tịch của nước Mỹ là mình được apply cho financial aid. Đây là financial aid, một cái chương trình là một năm nó cho mình khoảng là 5.550 đồng cho mỗi người công dân của Mỹ. Thì nếu mà mình xài hết cái phần mỗi người mỗi công dân thì được 6 năm, có nghĩa mình có được 6 năm, cái quyền lợi của mình là có về 6 năm. Cho nên khi mình apply, nếu mà mình còn trong 6 năm đó mà mình chưa sử dụng thì mình sẽ được sử dụng hết. Ví dụ một năm mình được 5.500 mà tùy theo cái khóa học. Ví dụ như khóa học á là mình nếu mà mình học tốc á là khoảng 10.000 thì mình có thể sử dụng 2 năm của mình. Còn nếu mà hợp tốc của mình mà nó có một cái môn khác, ví dụ như facial mà nó chỉ có 600 giờ thì ít hơn thì mình sẽ sử dụng còn dư lại. Đương nhiên ví dụ như cái số tiền đó mình còn dư mình không có được lấy, tại là cái quyền lợi của mình chỉ dành cho tài trợ cho mình đi học thôi, mình không có được lấy về. Thì để trả lời câu hỏi của chị thì một lần nữa là tùy theo cái income của chị, khi mà chị đã là công dân của người Mỹ của nước Mỹ mà cái income của chị là low, có nghĩa là thấp dưới cái tiêu chuẩn mà nhà nước dưới cái tiêu chuẩn mà nhà nước require để cho cái financial aid, hoặc là chị chưa có việc làm, chưa có income thì chị sẽ được qualify 100%. Và còn tùy theo nữa là chị đã xài hết cái phần financial aid chưa. Nếu mà chị chưa bao giờ xài về những cái tiền financial aid, có nghĩa là chưa bao giờ vô trong college để mình đi học và mình apply financial aid thì chị sẽ được qualify 100%. Cho nên để chắc ăn thì chị nên đến những cái trường mà financial aid thì người ta sẽ check cái tình trạng của chị thì sẽ thông báo cho chị biết. Nhưng theo mình biết là nếu mà chị low income hoặc là không có việc làm thì thường là qualify 100%. Và cái môn facial nail á, thường nó financial aid chỉ cover cho những cái môn nào mà trên 600 giờ. Đương nhiên ở California thì facial là 600 giờ thì được qualify financial aid, nhưng đối với môn nail là chỉ có 400 giờ thôi thì cái em nail thì không được qualify for financial aid. Nhưng nếu ở Texas thì cái môn nail nó 600 giờ thì vẫn được qualify for financial aid. Cho nên nếu chị ở Texas thì chị nên tới cái trường nào mà có financial aid thì chắc chắn sẽ được qualify. Xin cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ, và tiếp theo sẽ là một vị khán giả cũng ở Texas, đó là chị Hoa. Chị nói rằng, Trà My ơi, năm nay mình khoảng 40 tuổi và da thuộc loại khô và dị ứng. Mình không biết Trà My có thể giới thiệu giúp mình loại moisturizer nào thích hợp hay không. Ngoài ra có nghe một chị đề xuất chị Trà My ra DVD thì em cũng thấy rất ủng hộ. Vì em rất thích chương trình nhưng do công việc bận rộn không phải tuần nào cũng đón xem được. Cảm ơn Trà My và Hồng Tứ, đó là chị Hoa. Dạ thưa chị Hoa, đối với cái loại da khô thì tuần vừa rồi, 2-3 tuần trước thì My có giới thiệu về cái trái bơ là avocado. Thì avocado rất là tốt cho cái da bị khô. Em biết là mấy bữa trước là da chị nó khô, nó tróc vảy, nó nổi lên tùm lum ha. Cái em cho chị mấy trái bơ là mỗi buổi tối 2 ngày liên tục là chị lấy trái bơ, chị xay ra, nhất là phải đợi trái bơ nó mềm, xong mình xay ra, xay nhuyễn ra, xong mình lấy một cái spatula, mình apply đều trên mặt và mình để từ 20 cho tới 30 phút. Tùy theo cái thời gian, nhưng mình đừng để lâu quá, maximum là 30 phút. Mình để xong cái bơ mình rửa thì rửa mặt lại nước lạnh bình thường. Wow, cái da nó mịn như là da em bé. Rất là chị, hấp dẫn. Chị cũng không ngờ là mình, tại bản thân mình xài rồi, mình nghĩ là nó cũng không có tới nỗi mà hiệu quả dữ vậy. Thì chị xài lên xong chị thấy cái da nó rất là mịn. Nhưng avocado chỉ tốt cho cái da khô mà thôi. Cho nên em hy vọng chị Hoa là sẽ sử dụng thử avocado cho chị cái da mình. Chị liên tục trong vòng 3 ngày để thấy sự khác biệt giữa cái da của mình sau khi sử dụng avocado như thế nào. Là cái trái bơ mình hay thường ăn đó. Còn cái về moisturizer thì chị phải coi lại là cái da chị là da khô thiếu dầu hay là da khô thiếu nước. Nó có hai dạng. Nếu mà da chị là khô thiếu dầu thì chị nên mua moisturizer. Còn nếu mà da chị là thuộc dạng là khô thiếu nước, có nghĩa là mình phải mua cái loại mà hydrator. Thì làm sao biết được da thiếu dầu hay da thiếu nước? Thì mình thường biết là dầu là thường da mình hay nổi bóng, nổi da dầu. Còn nước là do trong cơ thể mình không uống nước đều, hoặc là mình bị bệnh, hoặc là ở một cái khí hậu lạnh thì nó có thể làm cho da mình thay đổi bị khô. Cho nên tùy theo cái tình trạng khô mà mình để mua cái loại moisturizer cho nó thích hợp cho cái skin của mình. Và mình hy vọng rằng chị cứ thử dùng cái avocado trước, rồi sau đó mình sẽ chọn một cái loại kem dưỡng da nào cho cái thích hợp cho cái da của mình. Còn về phía mà video đó thì hiện giờ thì thực sự là My rất là bận rộn tại vì hai cái trường nhiều việc quá, nhưng mà sau mỗi cái show á thì Trà My và Hồng Tứ thì có post lên YouTube. Chị có thể vào cái YouTube với cái địa chỉ là Trà My Đẹp The Beauty Show by Trà My và Hồng Tứ, hoặc là Trà My Beauty Show, thì chị có thể coi lại tất cả những cái chương trình của Hồng Tứ và Trà My mỗi thứ hai hàng tuần. Và xin cảm ơn chị rất là nhiều. My hy vọng là chương trình Trà My Đẹp The Beauty Show mỗi tuần sẽ giúp được cho chị em bạn gái của chúng ta. Xin cảm ơn chị. Còn quý vị khán giả biết không, khi mà nói với DVD thì quý vị đừng có lo, Hồng Tứ sẽ đi theo kè kè bên chị Trà My, nói là chị năn nỉ chị Trà My hết lòng luôn, để mà chừng nào mà chị Trà My ra DVD thì thôi. Ok rồi, để sẽ coi. Dạ thì lúc đầu em cũng nói là trước khi mà vào cái show này em rất là excited. Với quý vị biết tại sao không? Tại vì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái máy mà trong những show lần trước rất nhiều quý vị khán giả đặt câu hỏi giúp cho làn da của mình. Đúng rồi, mình thấy là mình vừa trị dầu nè, trị nám nè, da mụn nè, da mụn, da khô. Vừa rồi mình đã chỉ những cách da mụn, da khô, rồi da sensitive. Nhưng có một cái là mình thấy rất là nhiều chị em bạn gái mình hay bị cái bệnh da gọi là pigmentation, có nghĩa là bị nám nè, bị đồi mồi nè, bị tàn nhang nè, những cái vết nám, những cái vết đen không bình thường, là không đều màu trên cái da mình, có thể là do cái hormone là nội tiết tố của mình thay đổi gây ra, mà cũng có thể là do ánh nắng bên ngoài gây ra, hoặc có thể là mình do mình đi lột da bằng hóa chất gây ra. Thì nó có nhiều nguyên nhân để nó làm cho cái da mình bị pigmentation, có nghĩa là bị cái màu sắc không đồng đều trên da. Thì phương pháp nào để chữa cho hay nhất? Thì hôm nay My có một cái phải bưng từ ở trường á, đem lên phải chở, mặc dù là khí hậu rất là nóng, em biết nó nóng mà nó muốn chảy luôn, đụng cái tay vô nó muốn phỏng luôn. Thì mời quý vị theo dõi là nha. Đây là một cái máy gọi là microdermabrasion. Đây là cái máy My sử dụng để chỉ dạy những cô học trò facial tại trường thẩm mỹ Trà My. Thì trên cái máy này đó, một cái cách tuyệt vời là microdermabrasion là những cái hạt cát, dùng những cái crystal là những cái hạt cát nhuyễn để mài trên bề mặt da. Cũng giống như em đi ra ngoài biển đó, em dùng cát em chà lên cái da tay da chân thì mình thấy cái da mình nó trắng ra, nó sáng ra. Thì microdermabrasion là vậy, là nó là những cái hạt cát nhuyễn nhỏ và mình mài trên bề mặt da để tẩy đi những cái tế bào chết, những cái đốm trắng không đều, những cái đốm màu không đồng đều. Đương nhiên cái này nó không phải là nó hết liền một lúc, nhưng nó sẽ mờ từ từ. Wow, rất là hay. Thì ở đây em thấy là trong mỗi cái loại như vậy chỉ có là cát
cáp này là thì em thấy là trên cái máy này nó có hai cái bình, một cái bình gọi là A, một cái bình gọi là B. Cái bình A là những cái hạt cát sạch, những cái hộp crystal mà nó bằng sạch, nó clear rất là sạch. Và một cái hộp B là sau khi mà mình sử dụng, mình mài trên cái da mình rồi á, thì nó sẽ nhảy qua, em thấy hai cái ống đó không? Hai cái ống, thì một cái ống là cho cái cát sạch nó đi vô cái ống này, khi mình mài trên da thì nó sẽ hút ngược lại những cái cát dơ đi chảy vào cái hộp B. Cái hũ B đúng không? Thì cái B này là toàn bộ những cái cát dơ sau khi mà mình tẩy, mình trà trên bề mặt da mình á, thì những cái cát dơ trên bề mặt da mình nó sẽ chảy ngược lại trên cái hũ B. Cho nên cái hũ B này mình lâu lâu mình sẽ clean up, mình bỏ bỏ thùng rác. Còn cái hũ A này thì mình fill, mình bỏ thêm cái cát vô. Đúng rồi, thêm cát sạch vô. Khi mình xài hết thì thôi. Dạ, và em không biết là mình thấy là có rất là nhiều loại da khác nhau. Thì có da dầu, da khô, rồi da hỗn hợp. Thì không biết là cái loại da nào thì mới được sử dụng cái đúng máy rồi này chị? Thì thường là da nào cũng có thể sử dụng được. Nhưng mà phải hết sức cẩn thận là gì? Tại vì những cái da dầu nó rất là khó. Khi mà cái da dầu rồi thì em biết nó có những cái chất nhờn. Mà cái hộp cát này mà khi mà em hút lên trên cái da thì nó sẽ bị hít lại, có nghĩa là những hạt cát nó sẽ dính lại thì nó sẽ không, nó làm sự nghẹt ống, có nghĩa là cái cát dơ nó không có đi vô cái hũ B được, mà cát dơ nó làm bị nghẹt, mà khi nó nghẹt rồi á thì không lấy cát dơ được thì cái cát mới nó cũng không có ra được, cho nên nó bị nghẹt. Cho nên khi mình dùng cho những cái da mà bị dầu á là mình phải chịu khó mình chùi khô thường xuyên, mình phải dùng những cái chất tia sữa, những cái dạy tia sữa hoặc là những cái loại kem dưỡng da mình phải rửa cho thiệt sạch, mình chùi da cho thiệt là khô trước khi mình để cái mũi này mình để lên trên mặt da để mình chà. Và khi mà mình sử dụng như vậy thì cái này là dành cho mặt hay là body cũng được hả chị? Body cũng được, body em cũng được. Và cái em biết là cái cost á, là tùy theo cái máy, cái giá trị cái máy mà mình mài da. Đương nhiên em thấy có những cái máy người ta nói là bán máy mài da chỉ có 50 đồng, hoặc là máy mài da có 100, 200, thì đương nhiên là tùy theo cái giá trị của cái máy mà nó quyết định cái chất lượng của cái mài da. Thì thường một cái máy mài da mà tốt á, nó có thể cái cost một cái treatment á, nó lên tới là 150 cho tới 200, tùy theo cái giá trị của cái máy. Ví dụ có những cái máy nó là 4.000, có những cái máy nó là 20.000, cái máy cao nhất là 20.000, thì cái cost nó khoảng là 500 đô một cái treatment. Dạ, wow, 500 đô trong cái treatment như vậy. Dạ, nó rất là mắc. Em biết cái máy vậy chứ nó rất là mắc nhưng nó hiệu quả vô cùng. Tại vì lâu lâu á chị, đôi lúc cái máy này thực sự mà nói á, nó cũng khó sử dụng chứ không có dễ. Thì chị hy vọng rằng tuần sau chị sẽ bưng giường giường chiếu là từ cái trường đem đồ nghề lên, đúng rồi, chị sẽ đem một cái giường lên trên cái giường facial, lên trên cái show của mình, và sẽ có một cái người model và chị sẽ chỉ cái cách cụ thể, cái cách mà mài da như thế nào. Thì mới biết đây là, nếu mà mấy chị nào mà đang làm facial ở trong các tiệm nail thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để mấy chị có thể học được làm cái cách nào mà mài da cho nó an toàn và hiệu quả, mà đồng thời cũng kiếm được rất là nhiều tiền trên những cái service như thế này. Dạ, và kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì nếu như mà quý vị nào có thắc mắc về làn da của mình hay là cấu trúc làn da rồi những cái bệnh da mà mình mắc phải thì có thể gọi điện vào số điện thoại 714-531-8884. Và bây giờ thì chương trình xin tạm ngưng giây lát cho phần thông tin thương mại. Xin quý vị vẫn giữ máy và tiếp tục dõi chương trình sau ít phút nữa.